anh em nha. Thì ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân nha mọi người. Đó, thì hôm nay là mình sẽ diện cho Su một cái này là cái bộ cái tăng á anh em à. Áo dài cái tăng á. Đó. Đây để mình kéo xuống cho mọi người cùng xem cái bộ này nha. Cái bộ này rất là đẹp luôn. Đó, cái bộ này Su về mặc vô á là thôi chứ khoe dáng khỏi phải nói luôn. Rồi, thì cái bộ đồ đây nè. Đó, ở trên là như thế này, còn ở trong á là một cái quần ôm nha mọi người. Su. Đó, Su. Sáng nay á là mình dì cho Su cái bộ đồ này là mình dẫn Su đi mua ăn canh. À, để về ăn chứ. Su. Đứng lên coi coi, bên trên này. Đó, đứng yên đó. Bây giờ á là mình sẽ quay những cái clip về cuộc sống hàng ngày của Su luôn cho mọi người cùng xem ở trên cái trang này. Rồi, cái chân nghe đâu rồi? Sáng á anh em à, chỉ cần mà mình nói với Su á, Su ơi, mặc đồ vô anh dẫn đi chơi là bắt đầu là chị hớn hở anh em à. Đó. Được chưa? Anh nhìn bị hơi lệch lệch rồi anh em à. Anh mang mình đang bị lộn rồi. Thôi để anh mang lại coi. Do anh em biết sao không? Do cái đây nè, hai cái đáy của nó ôm quá. Nên năm nay nhiều lúc mình mang là mình mang không có được. Một nè. Rồi xong rồi đó. Rồi kéo lên. Rồi Su đứng im ơi. Rồi Su bỏ vô đây, bỏ thay áo vô. Anh em thấy không? Cái Su đây mặc bộ đồ vô là y như một đứa nhỏ luôn, không khác gì luôn á. Đó. Diễn viên đó anh em à. Chú chó số 1 Việt Nam anh em ơi. Ai để mang vô đã. Đó, hai cái tờ xong. Xong rồi đó. Giờ kéo lên. Cái bộ đồ đây á mọi người biết không, là được thiết kế may đo sao cho nó bằng đúng kích cỡ của Su luôn. Rồi Su ngồi xuống cuối đầu xuống nè. Rồi Su cuối đầu xuống. Su cuối đầu xuống. À giỏi. Su cuối đầu xuống nha. Đó, để mình kéo cái sạc bên kia lên nữa. Rồi được rồi đó. Tiên tiên tiên. Đó thì đây mọi người có thể thấy được không, hoàn chỉnh rồi đó. Bây giờ để mình kéo xuống. Đó anh em thấy chưa? Đẹp ghê chưa? Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ mang giày của cho Su nha. Su ơi, em như này diện cho Su đi, gọi là đi chơi đi đẹp. Ở dưới đây xuống này, ngang vô đó, một đôi giày. Những cái đôi giày này của Su á là mình cũng lựa kỹ lắm anh em à. Đó, một chiếc, hai chiếc, hai chiếc rồi. Đó, được rồi, đẹp rồi, bắt đầu đẹp rồi đó. Mang túi xách vô nào. Xí nữa đi ơi, đi mua xong về. Rồi cũng cái bộ đồ này mình sẽ dẫn đi uống cà phê. Rồi, cuối cùng là cái kẹp nha anh em. Cho mang kẹp vô. Rồi, Su đi đây. Rồi, Su quay lại. Rồi, bây giờ... Rồi, để mình lấy cái bộ bảo hiểm của mình đây luôn. Rồi, giờ để mình với Su đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Su đứng lên nè. Đi xe cho anh. Anh nói sao đi xe cho anh. Từ từ thôi. Đi xe cho anh. Đi từ từ. Giỏi. Su ơi, đi đâu vậy? Đi từ từ. Bên đây. Đi từ từ. Rồi, đi ra đây. Mua đồ. Rồi, ra đây. Yeah. Rồi. Rồi, lên xe. Thì bây giờ thôi để mình dẫn Su đi lên trên kia để mua đồ ăn luôn nha anh em. Ok. 6 and a half hours later.
thousand years later. Đi vô bún canh với anh. Cô ơi. Đi bún canh với anh, đi từ từ thôi. Đi, anh chạy theo, đi từ từ với anh mà. Cô đi đâu đi nhanh vậy? Đi đâu đi nhanh vậy gái? Đi từ với anh thôi. Đi từ nó này. Lấy hai bịch bánh canh mì đi cô. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây ngồi anh. Bánh như thế này. Đó, đây là ghế để đi mua bánh canh mì cho ăn nè anh em ạ. Hả? Xíu nữa về cho Su ăn luôn. Anh em thấy Su xinh chưa? Hả? Hơi bị cưng luôn. Mọi người có thấy không? Đó, y như đứa nhỏ này đó, ẩm như thế này này. Đó. Đây giờ để mình cho Su ra đây, cho Su đi một xíu. Cho Su đây nè. Rồi, xô xô đi lên đây bạn. Xô đi lên này nè. Xô đi lên tầng thôi nhé. Xô đi lên này, xô đi mang không có chuẩn á anh em à, nên đâm ra su đi còn hơi bị khó chứ để cái đây mà dài mà mang chuẩn là su đi sướng lắm đó. Đi lại đây. Thôi rồi su, su đi vô, đi vô, đi vô su ơi. Không to này, cái dài này nó bị nè anh em à. Rồi su đứng lên xem. Rồi thôi đi vô lấy bánh canh rồi về với anh. Su đi từ từ thôi, bước cái này lại, đi lại xe vô, xe vô. Đi xuống này, đi từ. Giỏi. Đi từ thôi. Giỏi, đi từ xuống đây. Vô lấy bánh canh rồi về. Đi từ từ. Đi lên đây không được té nha. Đi lên đây không được té đó. Đi từ thôi. Đó. Đây nha anh em, đây là mua xong rồi này. Rồi bây giờ để xu xuống. Con đi về ban xong. Rồi đi về ban. Rồi lên xe về. Xe đâu? Xong đứng lại. Đi qua đây. Đi xuống này đi luôn, đi xuống đâu. Đi từ thôi. Đi xuống này. Giỏi. Giỏi, rồi lên xe dẫn về. Xe đâu? Để chi lên đây đã. Rồi xuống đứng đó đợi đi. Anh đồ một tiệm đã. Đó mua xong rồi nha anh em, thôi bây giờ để về để ăn buổi sáng đã. Rồi xuống ngồi đó. Xuống đứng im đó nha, tôi đợi xem lấy chìa khóa đã. Về không? Nhắn về ban không? Rồi, các bạn đi lên đây. Lên đây, lên đây nhắn về. Đây. Rồi, lên xe nào. Lên xe này. Yeah, rồi. Ok, bây giờ lên đường về nha anh em. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Đợi xí. Đợi đứng yên đợi anh nha. Đó thì đây anh em, về tới nhà rồi. Mua bánh canh từ cho mình ăn rồi. Đi vô, đổ cho ăn luôn. Thì đợt này là vô để mình đổ cho Su ăn luôn nha. Sáng mới cho Su ăn bánh canh thôi. Ăn xong đi, xí nữa anh dẫn đi người uống cà phê. Đi vô. Su. Mẹ ơi, con mua xong rồi nè mẹ. Đó, để đó, xí nữa mình lên mình đổ nha. Rồi. Đây thì mọi người ơi, ra đây. Su ơi, Su đi ra đây với anh. Đi thích anh. Rồi, Su đưa đít vô đây. Su đưa đít vô đó. Đó thì đây nha mọi người, đây luôn quay kỹ vô cho mọi người xem nè. Đó thì Su nè, anh em thấy không, Su cực kỳ xinh luôn nè, coi cái miệng nè, le lưỡi nè, đó anh em thấy cái le lưỡi không, chị đẹp ghê hết em à. Đó đi mua ở nhà như thế này cũng được, nhưng mà đi mua là phải đẹp. À, đi mua là phải diện đồ như thế này nè, đảm bảo luôn nha. Đây là chú chó số 1 Việt Nam, Su chó mà nhiều đồ nhất, cool nhất. Đó, Su nhà mình là giỏi lắm. À, những cái việc mà đi phụ đi mua là Su biết hết à. Rồi Su đi vô đây, Su đi biểu diễn một vòng ở đi cho cô chú cùng xem. Su đi đây. Đi đây. Giỏi. Giỏi, xem chưa. Rồi đi ra ngồi. Đi uống cà phê. Bây giờ đi uống cà phê nào. Uống cà phê, đi uống cà phê bên. Rồi, đi ra ngồi đi uống cà phê luôn. Đi ra uống cà phê luôn. Đi ra chạy đi uống cà phê. Ta ta ta. Rồi.
Uống cà phê đi, uống cà phê nào. Uống cà phê bạn. Đùa đi mà, tôi đi vô. Tôi đi vô đổ, đổ cái bạn. Vô đổ cái canh em. Đi đây, đi đây, đi đây, đi đây, đi đây đó. Giải. Đó thì ok anh em nha. Thôi bây giờ để mình đổ cho show ăn luôn đi. Đó rồi xíu nữa thì làm nữa. Đó thì ok anh em mà xem video của mình mà thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký và đừng quên chia sẻ để ủng hộ chú chó hai chân ngày càng đi lên nha anh em. Đó thì hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo. Ok.